Chị Đại quận Tư tái xuất, đã đeo khẩu trang nhưng sao vẫn bị dắt lên phường. Chị Đại quận Tư là biệt danh mà dân mạng đặt cho một phụ nữ ở quận Tư nhẵn mặt với lực lượng chức năng. Suốt đợt dịch Covid-19 căng thẳng, người phụ nữ này liên tục dắt con gái ra ngoài đường, khi đi bộ, lúc lại đi xe máy nhưng thường không đeo khẩu trang và chống đối gay gắt với lực lượng chức năng. Mới đây, dân mạng lại chụp được hình ảnh chị Đại quận Tư chở con gái trên chiếc xe máy quen thuộc đang đứng đợi đèn đỏ. Đang nói là thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang áp dụng chỉ thị 16 cộng, giãn cách xã hội ở mức độ cao và khuyến cáo người dân tuân thủ các quy định phòng dịch, không ra đường trong trường hợp không cần thiết. Hình ảnh mới của chị Đại quận Tư khiến ai nấy thở dài ngao ngán. Đáng trách nhất là người phụ nữ này cùng con gái không tuân thủ quy định đội mũ bảo hiểm dù đang lưu thông trên đường. Đến tối cùng ngày, trên mạng xã hội lại xuất hiện đoạn clip chị N được mời lên trụ sở cơ quan chức năng làm việc. Trang phục của hai mẹ con trong clip trùng với bức ảnh được chia sẻ trước đó ít giờ, khiến nhiều người cho rằng chị N lại tiếp tục bị giữ lại vì vi phạm ngay trong ngày tái xuất. Trong đoạn clip, chị N không đeo khẩu trang, lớn tiếng mắng chửi, yêu cầu lực lượng chức năng trả xe cho mình. Thậm chí chị ta còn dùng cách xưng hô mày tao để nói chuyện với nữ cán bộ. Nữ cán bộ bình tĩnh yêu cầu, lịch sự nói chuyện đàng hoàng không mày tao. Bị nhắc nhở, chị N thay đổi cách xưng hô, xả một hơi dài. Xe của tôi lấy về, chị nói với mấy anh này đi. Nếu mấy anh này làm đúng, tôi yêu cầu xác minh. Tôi đã nói rất rõ với anh này luôn rồi mà, anh này không xác minh thì anh này lỗi, chứ không phải lỗi của tôi. Thì xe của tôi lấy về, vậy thôi. Chị N liên tục khẳng định, lực lượng chức năng giữ xe mình là sai, còn chị không sai gì cả. Chưa dừng lại ở đó, khi được nữ cán bộ nhẹ nhàng nhắc nhở đeo khẩu trang, chị N trả treo. Chị là cái gì mà chị bắt tôi không đeo luôn đấy. Nữ cán bộ kiên nhẫn mời chị N ra xe về trụ sở, nhưng chị N không chịu đi, miệng liên tục văng những lời chửi thề tục tiểu. Thời điểm đó, cô con gái nhỏ ngồi một góc chờ mẹ, miệng liên tục than mệt và muốn về nhà. Chị N kéo tay con gái tuyên bố, con sai đó ngồi, con còn nhỏ, không ai dám làm gì con hết. Sau một hồi đôi co, chị N khăng khăng không nhận sai, buộc các cán bộ phải cưỡng chế chị N lên xe. Tại đây, chị N vẫn chưa chịu ngồi yên mà tiếp tục la lối, mắng chửi lực lượng chức năng. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến nhiều người bức xúc lên án chỉ trích về hành động thiếu ý thức ngoan cố của chị N. Đồng thời có vài ý kiến bày tỏ sự quan ngại cho cô con gái khi thường xuyên phải chứng kiến mẹ mình bị mời lên phường làm việc và nghe lời mắng chửi lực lượng chức năng của mẹ mình. Chị Đại quận Tư, tên thật là NTN, sinh năm 1988, sống cùng con gái tại quận Tư, thành phố Hồ Chí Minh. Sau nhiều lần bị xử phạt hành chính, cưỡng chế giữ xe và các lực lượng chức năng 5 lần 7 lượt nhắc nhở, người phụ nữ này đã nhớ đeo khẩu trang. Trong vòng 2 tháng, chị N đã 3 lần bị phát hiện vi phạm vì ra đường không lý do. Cả 3 lần đều chở theo con gái nhỏ và không đeo khẩu trang, bị xử phạt lên đến gần 17 triệu đồng ở các địa bàn khác nhau trong thành phố. Có lần khi được mời về trụ sở làm việc, chị Đại quận Tư vẫn không đeo khẩu trang vì sợ ngộp, vì không có Covid, em không bệnh và bao biện. Người ta đi ra đường để mua đồ, thì thay vì mua đồ thì em đi để em thoải mái. Tờ Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh từng thông tin, người phụ nữ này cũng thường cự cãi với hàng xóm và được công an quận Tư xác định có dấu hiệu trầm cảm. Cơ quan chức năng quận Tư cũng đã đưa chị N vào diện quản lý theo quy định.